Đi biết nha. Biết cất á, giờ nhớ cất á. Giờ nhớ cất á. Xuống giờ nào. Vậy chứ anh không lại cho biết. Áo em không nhớ nè. Chỉ cho không biết ê, ra đó đâu? Đâu? Hát ra. Anh đang xong kìa. Anh ngồi ra xong ra được á. Nói đi, xong quá. Ồ, anh xong ra được á. Nói tao lấy tên người chứ. Đây, xong ra được quá kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Net you.